vương đâu, không có cuốn sách gì mình. Oh goodness. So this is where the action's at in Allah. Everywhere, yeah. Always yeah. Something happening. Uh-huh. Oh, the excitement's here. You can't call yourself a Vietnamese YouTuber unless you're down here. Where the action's at. Thử mọi cách. Ăn bánh tiêu. Cửa hàng có bánh tiêu. Nên chua. Bánh tiêu. It's all fresh. Mm. You like this one? Yeah, yeah. Man. Ăn này đi ha. It's too early, man. Why not? Breakfast. All right, we'll review it. Wanna try this? We'll try it. What we? Oh, we'll try this, isn't it? The one that the best. Nem chua. That's another one. À không, cái này gọi nem nướng hả? Yeah. Mm. Alright, your turn. Mm. Ủa có 2 đồng à? Ít gì à? Đồng cái hả? Oh my god. Phải mua cà phê không? Dạ mua cà phê. Chắc bi nào á. Nè 2 đồng. Chị đang làm món nào á? Cơm sườn. Cơm sườn. Cơm sườn. À, cơm sườn. Này bao chục không? Đây là chục. Dùng trước lên nhà không xem là ngày mai là dùng trước tẩy lên nhà. Ra cái dĩa. Sau lưng. Oh, sorry. Bà. Sau lưng. My God. Chờ tí xíu được không? Ô cái bánh này bán gì bự. Oh that's the bánh bò nướng. Bánh bò nướng. Giờ 10 phút được không? Nó là bánh bò nướng. Ha. I know. Lấy mấy cái em. Này bánh bò nướng. 3 cái 20 đồng. 7 đồng hả? Cơm luôn á. Alright bro, where are we going? We go Phat Thai. Giờ mình đẩy như xong mình chích mình cho nó không còn gì. Anh nhớ không? Anh quê. Biển rồi đúng rồi. Hello.
sao? Chạy vô đi, chạy vô đi. Chạy vô đi. Rồi, rồi. Rồi, ok. Check it out. Empty, empty. Thì cái chuyện trả ở Brisbane á thì nhiều người biết hiểu biết thường và Kim, còn cái hiệu xinh xinh cũng nhiều người chưa biết lắm không, cũng no. Từ từ biết. Right now the xinh xinh getting popular for 2.5 years now. Recognize the quality of the products, and of course it's a big difference because the quality of the meat loaf chả lụa xinh xinh ở Sydney rất là nổi tiếng. Cái này là chả lụa chiên gì? Sole.